Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh nha để cập nhật những cái video về qua Tết nha các bạn. Thì hôm nay á thì mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bông vạn thọ ha, đặc biệt là về cái thời điểm trồng. Vì có rất là nhiều bạn đã bình luận trong kênh của mình đó các bạn, đặc biệt là bạn Thu Trâm á, thì bạn này có hỏi mình á là bạn gieo hạt giống vào cái ngày là mùng 2 tháng 10 âm lịch á thì nó có kịp Tết hay là không. Thì theo như mình các bạn thì các bạn gieo vào cái ngày này á, thì các bạn là phải là đi ba cơi thì mình mới là nó kịp Tết ha. Nhưng mà mình đi ba cơi các bạn, cái bông vạn thọ của mình các bạn nó rất là xấu luôn, nói chung là nó nhỏ các bạn. Nó thì đó là mình nói là nó vẫn là kịp Tết nha, nhưng mà cái ngày chuẩn mà để mà chúng ta trồng vạn thọ các bạn, như mình các bạn thì mình ở đây là mình trồng á, là mình chỉ đi là một cơi thôi, chỉ một cơi một. Và cái ngày là mà mình gieo các bạn là cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch á, là mình sẽ bắt đầu là mình xuống giống cho nó, và tầm đâu khoảng đâu là 12 ngày sau á thì mình sẽ đưa nó lên chậu. Thì nếu như là anh em nào mà trồng ở trong giỏ hoặc chậu thì anh em là phải đưa nó lên vào tầm đâu khoảng là từ 12 cho đến 15 ngày là mình phải tiến hành là mình đưa cho nó lên hết, và mình sẽ xịt cho nó một cái cữ là lỡ cổ rễ ha. Thì đó là mình chặt, đó là cái cách của mình trồng ha. Và cái ngày mà mình bấm bấm cơi các bạn thì nó sẽ rơi tan tầm là ngày 24 hoặc là ngày 25 tháng 11 âm lịch, là mình sẽ bấm cơi một cho nó và mình đợi cho nó trổ qua cho nó đúng Tết luôn. Thì nếu như là mà anh em bấm vào cái ngày đó đó thì cái bông vạn thọ của mình các bạn thì nó cũng hơi lùn, nhưng mà bông của nó trổ rất là đẹp và rất là to luôn, nó to bằng cái chén ăn cơm luôn nha các bạn ha, to cỡ đó đó. Còn nếu như mà anh em mà muốn lấy mà bông cho nó ít lại một chút xíu nhưng mà cái cây nó cao đó, thì anh em có thể là bấm ngọn vào cái ngày là mùng 2 tháng 12 âm lịch nha mọi người. Vào những cái video trước của những cái năm rồi đó thì mình cũng có chia sẻ nữa các bạn, thì các bạn có thể là lục lại xem ha. Tuy rằng là cái thời gian đăng thì nó cũng khá là lâu rồi nhưng mà anh em có thể là áp dụng được ha, về cái thời điểm trồng ha. Còn anh em mà đi hai cơi á thì anh em có thể là gieo vào cái ngày là 19 tháng 10 âm lịch nha các bạn đó, và khoảng đâu là 12 ngày sau thì mình cũng vẫn tiến hành là mình đưa nó lên chậu luôn. Và đúng là một tháng là mình sẽ bấm cái cơi một cho nó và mình bấm cái cơi hai cho nó, và nó sẽ rơi vào cái ngày là mùng 3 hoặc là mùng 4 tháng 12 âm lịch ha, và là mình để cho nó trổ qua nó kịp Tết luôn. Còn trong cái trường hợp mà anh em mà dạng như mà nó trổ mà nó quá sớm á các bạn, nó thì anh em là khi mà nó ra những cái nụ hoa búp bự á thì anh em tỉa bớt, anh em để là những cái nụ mà nhỏ nhỏ thôi thì nó cũng sẽ là trổ cho nó kịp Tết ha. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình thôi. Thì các bạn mà đăng ký kênh của mình á thì thời gian tới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng hoa Tết nó nhiều hơn ha. Vì hiện tại là ở đây là mình đang trồng các loại hoa màu là bầu bí các bạn, rồi mình cũng chia sẻ nó xen kẽ. Ví dụ như ở đây là mình chia sẻ cho các bạn về chủ đề là trồng bí hồ lô, sao sao song song đó thì mình cũng chia sẻ về qua Tết luôn. Tại vì mấy cái tháng mà đất trống á các bạn thì mình không thể nào mà mình bỏ cho nó đất đất nó trống được, thì do đó thì mình phải là mình trồng cái hoa màu để mình kinh doanh. Rồi song song đó thì tới đợt dịp Tết á thì mình sẽ trồng một số hoa Tết thôi, nhưng mà năm nay thì cũng sẽ là trồng ít thôi các bạn, chứ không có trồng nhiều là do cái dịch bệnh nha mọi người ha. Cái dịch bệnh này thì anh em trồng á thì nếu như là trúng giá thì anh em hốt thôi, còn nếu như mà nó không trúng giá thì có thể là anh em lỗ nha. Tại vì dịch bệnh này không biết người ta có mua hay không nữa, nhưng mà mình vẫn là chia sẻ cho anh em về về cái thời điểm ha. Thì nó là ngày rơi vào cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch ha. Anh em trồng anh em nên chọn vào cái ngày đó. Còn về cái phần giống á các bạn, anh em có thể là chọn những cái giống của Rồng Vàng ha. Giống 06 của Rồng Vàng anh em trồng ha, cái hoa màu vàng vàng như anh em đang xem luôn nè, trổ rất là đẹp luôn anh em, thêm nhìn nó chất lượng không đó. Hoặc là anh em có thể là sử dụng cái 09 ha, cái hạt giống của 09 của Rồng Vàng ha. Còn những cái thương hiệu khác thì mình ít trồng lắm, nhưng mình không có tìm hiểu nha. Ví dụ như là con ó nè, hoàng gia nè, FVM nè đó, anh em có thể là lựa anh em trồng ha. Nhưng mà ở đây thì mình hay trồng ở giống 06 của Rồng Vàng thì nó sẽ đạt hơn nha. Anh em xem là bông nó rất là to luôn. Ở đây là mình lấy một cơi á, cái cơi của mình lấy bấm cái ngày là 24 tháng 11 nha anh em ha. Mình bấm vào cái ngày đó.
là qua nó ra nó rất là đẹp, tuy nó hơi lùn nha, nhưng mà mình lên chậu các bạn thì mình để cho nó lùn lùn là ok rồi. Còn nếu như mà anh em mà trồng đất như vậy thì anh em có thể là bấm cơi vào cái ngày là mùng 2 tháng 12 âm lịch ha, đặng cho nó cao thêm một chút ha. Đó. Cái này là anh em tùy lái thôi. Ví dụ như các bạn mà nói chuyện với lái á, mà lái mà nó chịu lấy bông nhiều á, mà cây nó cao á, thì anh em bấm vào cái ngày là mùng 2 tháng 12 ha. Còn nếu như mà lái mà nó chịu lấy cái cây nhỏ lùn á, thì anh em bấm vào cái ngày là 24 tháng 11 âm lịch ha. Đó, thì đó là những cái ngày mà anh em có thể là xem xét anh em bấm ha. Cái này là tùy vào anh em thôi. Còn mà cái đi ba cơi các bạn thì nó cực. Đi ba cơi như cái bạn mà Thu Trâm lúc nãy hỏi mình đó, bạn bấm bạn gieo vào cái ngày là mùng 2 tháng 10 các bạn, nó thì cũng làm y chang như vậy thôi, thì cứ cách là đằng nhau là nửa tháng là lại mình bấm cho nó là một cơi thôi. Nó nhưng mà cái ngày mà bấm trễ nhất đó đó là ngày khoảng đâu là đầu tháng 12 là mình phải ngưng cho nó là được rồi, chúng ta sẽ không có để mà kéo dài ha. Kéo dài nữa là nó trổ không có kịp Tết đâu. Tới Tết mà nó còn búp không là chết luôn. Thì do đó thì anh em phải cân nhắc ha. Anh em đừng có nên gieo sớm cái bông của nó. Nó đồng ý là anh em bấm ba cơi thì nó vẫn là kịp Tết, nhưng mà bông của nó rất là nhỏ luôn bà xấu. Anh em mà trồng vào những cái tháng mà đầu tháng á, thông thường á, thì anh em mà gieo những cái tháng mà đầu tháng á, là anh em chọn những cái giống dạng như là hoa dạng thọ thường á. Nó những cái giống thường á, thì cái thời gian mà nó trổ bông thì nó khá là dài ha, nó tới mấy tháng lận. Nó tầm đâu khoảng 2 tháng mấy á, đúng không? Còn cái này, cái giống 06 này thì cái thời gian nó cũng ngắn thôi. Đó, thì anh em có thể là tìm hiểu ha. Hãy đăng ký kênh của mình đi, thì mình sẽ cập nhật cho anh em vào những cái video sau ha. Ở đây để mình quay cho anh em xem demo một hơi nữa là mình sẽ kết thúc cái video này ha. Thì ở đây nè, mình làm kênh á, thì mình có kêu các bạn là để lại những cái bình luận á. Thì các bạn hãy bình luận những cái vấn đề gì đó, thì bình luận ở bên dưới ha, thì mình sẽ rep và mình trả lời cho các bạn ha. Như ở đây á, thì mình có làm một số video về cái qua Tết trước đó, thì anh em có thể là xem lại ha. Đó, các bạn xem bông nè, rất là đẹp luôn ha. Ở đây là mình trồng là hai màu ha, màu cam với cái màu vàng. Và cái video này á, là mình quay hồi từ năm rồi. Bây giờ là mình lấy ra để mình lồng tiếng vô, để mình chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm thôi, chứ thật chất bây giờ cũng chưa tới cái ngày mà mình gieo cái hạt giống nữa. Đó, thì các bạn có thể là xem sơ ha. Cái này là hồi năm rồi là mình đã bán hết một mớ rồi. Ở đây mình trồng cũng nhiều thứ lắm. Đó, thì các bạn xem ha. Thì các bạn nào mà quan tâm hãy đăng ký kênh của mình nha. Rồi, mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video gần nhất của mình nha.